Dạ, con xin kính chào tất cả các cô chú trên cộng đồng mạng ạ. Thì cái clip hôm nay là cô chú con lại tiếp tục nói về hai vợ chồng của thằng Trọng Súng. Hai vợ chồng thằng Trọng Súng này thật ra là nó hết xài cô chú ơi. Sau khi mà nó giận bà tò te về quê rồi sỏi nó ở đó cô chú, nó ở dưới mẹ ruột của thằng Thì đó. Thì nó lại lên trên cộng đồng mạng, nó nói xấu mẹ nó. Nó nói xấu mẹ nó này cái nọ rồi hả, rút cuộc rồi sao cô chú. Bây giờ để con phân tích từ từ để cho cô chú hiểu rõ. Thật ra thằng Trọng này nó ghê gớm lắm, nó giận mẹ nó sẵn sàng nó nói xấu mẹ nó, rồi nó đặt chuyện nó dốc nó láo thêm luôn cô chú. Cô chú nghe là cô chú hiểu à. Bây giờ gì nè cô chú, mẹ nó nói là nó xin tiền 20.000 bả không cho đó, rồi nó giận rồi nó đi về thôi, bả nói vậy thôi. Nhưng mà trong cái câu chuyện này nó cũng thừa nhận là nó xin bả 50.000 á, là ha bả không cho, nó giận một phần đó thôi, rồi á còn một phần á là bả chửi bả này nọ, bả nhai nhai vợ nó. Mà con nói cô chú nè, làm cha làm mẹ mà bà già chồng á kêu đi qua lấy cá về làm cho mấy đứa nhỏ ăn, không có lấy thì bả nhằn nhằn bả la cũng còn sao cô chú, phải không? Mà nó làm lớn chuyện quá trời luôn, nó quê cái vụ mà xin tiền không cho đó, rồi nó nói mẹ ruột của nó khi dễ nó cô chú. Hồi nào tới giờ bộ bả không biết mày bất tài vô dụng hả, rồi mày có dư có giả gì không, bả không biết mày hay gì mà khi dễ gì, mà mỗi lần không có tiền mà đều xin xin bả cho mày hết lần này tới lần nọ vậy đó, mà khi dễ cái gì phải chi mà nó nói con hay này nọ gì cũng được cô chú, hay là nó người nào đi nói mẹ nó khi dễ nó ha. Bà mẹ mày hay là biết mày quá võ, mày lười vợ chồng mày làm biếng rồi ở dơ như vậy nữa rồi ha, thì tao hỏi mày là khi dễ cái gì mày xin 20.000 ha, không cho mà khi dễ hả? Người ta khi dễ mày là như vậy nè, là mày á, là mày cảm thấy mày có nhục hay không mà hả, làm á đến nỗi 20.000 mà cho con mày không có nữa rồi. Tao hỏi mày, mày không có 20.000 mà cho con mày ăn nữa rồi, mày nuôi hả bốn đứa con mày thêm con vợ ú u ở nhà, mày nằm trong phòng trọ làm biếng ở dơ vậy đó, không làm gì hết á, rồi sao mày nuôi? Mày tiếp tục mày xin cái thời điểm đó cho dù cho đi nữa, rồi ngày mai mày cũng tiếp tục nữa, mày xin nữa lại. À, mày xin nó để mày đem về mày nuôi vợ con ra, mà cả một cái gia đình mày đáng lý ra mày không có gồng gánh đó, nuôi cha mẹ mày đó, thì là mày đã may mắn hơn ta rồi. À, còn cái này mày bắt luôn ha ông bà già hả, cu mang luôn cả gia đình mày hay sao? Mày là thằng con có hiếu quá trời luôn, chồng tao nói thật sự luôn đó. Vậy đó cô chú, mà bây giờ ha, cái bữa đó nói gì Nanh Ca, nó đi lên trên dãnh để nó đối chất, nó gặp mẹ đối chất mà nó không có lên nha. Thằng Nanh Ca chỉ quay bà tò te thôi cô chú, thì bà tò te là bà mới nói như vậy. Xong nói với thằng Nanh Ca đi về dưới quen thì con Thì nó nói á là mẹ chửi mẹ nhai nhai ha, mẹ làm cái này cái nọ, nói chung á làm cái câu chuyện này cũng không có cái gì để mà nói trên cô chú, nếu mà hai bên không lên trên cộng đồng mạng tố cáo qua tố cáo lại, phải không cô chú? Rồi con Thì á nó nói ha mẹ ha, mẹ chửi nó này nọ vậy đó, rồi xong thằng Trọng Súng nó nói vợ nó được cái là không có nói lại mẹ, trời ơi nó binh vợ nó muốn đội nó lên trên đầu. Bởi vì cái thằng này nó sợ vợ đó đó cô chú. Mà bởi vậy ha, là con nói cô chú ha, cho nên con nhỏ kia dù nó ở dơ hay nó làm biếng hay nó vô dụng hay nó nhớt thay cỡ nào đi nữa ha, thì thằng này cũng không có dám làm gì ha. Sợ con này, con nhỏ này ha, là còn hơn là mẹ của thiên hạ. Nó thật là thuộc về cái dạng mà con nói cô chú ha, cao siêu đó cô chú. Thường thường mình nói đi cô chú, dạng như làm biến quá này nọ thì không có uy tín trong nhà ha, mà ngược lại thằng Trọng nó tôn thờ tôn thờ như bà tổ vậy đó, ở trong nhà vậy đó, không có ai được quyền đụng đậy đâu. Thậm chí mẹ nó la con vợ, nó kêu con vợ lấy cá đem về nấu cho nó ăn, cho con nó ăn đó, mà hả lấy chậm hay là không lấy gì đó mà la như vậy đó, mà nó nói lại bà già chồng gì đó, chửi nó nhằn 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 hoài, nhai đi nhai lại hoài. Có thằng chuyện nó thì cái phận làm dâu con nó không dám nói lại bà già chồng. Mà con hỏi cô chú nè, Thì nó dám không cô chú? Nó chấp 80 bà tò te luôn, nó còn nói lại son sỏn nó mấy lần kia cô chú nhớ không? Nó lên trên cộng đồng nè, nó bức xúc nó nói lại bà tò te luôn. Rồi bà tò te hay cô chú là nhiều năm trước đó nghe cô chú nha, lên nó trên cộng đồng mạng ha, từ con luôn Trọng ơi, con nghe lời vợ con khóc lóc rên rỉ này nọ đó, vậy đó cô chú. Nhiều lần rồi chứ không phải một lần đâu. Bà tò te này thì bà không có ưa con Thì đó từ lâu rồi, lên trên cộng đồng mạng chửi qua chửi lại, rồi bà lên trên cộng đồng mạng bà hay nói xấu con dâu ạ. Thì mình cũng biết cái bản tánh bà rồi. Như trong cái câu chuyện này nè cô chú, đó, bà tò te cho dù bà có la đi nữa, tại vì bà là mẹ chồng. Mà bây giờ nữa ha, mình đáng nói đây nè, là hai vợ chồng đó, một đứa là con ruột, mà trong khi bà tò te có mình nên thằng con trai độc nhất vô nhị là Trọng Súng à,
lại dưới con dâu lên ngồi thằng Thanh Ca như là phỏng vấn nhân tài vậy đó cô chú, phỏng vấn là danh nhân thành đạt vậy đó, phỏng vấn nói xấu bà tòa ta. Thì nó nói ra một câu, thằng này nó vuốt theo một câu, nó tóm lại là nó chỉ trích mẹ nó, thằng chồng á là khi dễ nó cho nên nó giận nó mới đi. Rồi nhai đi nhai lại hoài. Cái điểm này là cô chú, con nói để cô chú là biết là thằng chồng nó binh con thì, và nó nói thêm nó bớt cho mẹ nó. Nó kể cái clip trước của Nanka, nó nói là nó đi làm đâu có hay ho gì đâu. Đó, là xong cái về nghe vợ nói, vợ nói mẹ cứ nhai nhai, mẹ cứ chữ này chữ nọ hoài. Cái chồng nói em yên tâm đi, anh không có máy bay mà anh bay cái là cái dèo rồi đó. Hay cô chú ha, nhớ không, cô chú nhớ không clip mà anh Ca nó nói bên anh Ca, clip mà lúc mà nó ở nhà trọ khách sạn gì lúc mà nó mới về đó cô chú. Đó, rồi xong bây giờ nè, nó nói gì nè, nó nghe thằng chồng á, nó nghe mẹ nó nhai nhai xong rồi hé đầu hé là nó nói thôi để anh tính, nó để kiếm đường đi. À, rồi xong một hồi cái quay quậy đi làm gì nó nghe nữa. À, nếu như á mà thằng chồng súng á nó nói như vậy, nếu mà nó không nói dốc, nó không đặt chuyện nghe cô chú nghe, thì là ý là nó là bà tò te là bà nhai hết ngày này tới ngày khác. Ai mà thở đời nay, cô chú con nói cho dù bà tò te có la có gầy cũng sao, có đúng hay sai gì đi cũng không lên trên cộng đồng mạng lôi cái gia đình của mình ra rồi ha, đưa cho thằng Anh Ca thằng đó tào lao, nó câu like câu view ai nó cũng quay đó cô chú thầm. Nó hay là tụi nó kết hợp với nhau diễn một trò gì đó cô chú, để cho mình theo dõi để có like có view rồi tụi nó ăn chia với nhau cô chú. Bởi vì ha, nói chung là cái tụi này nè, là mình không á nói là mỗi ngày nó sẽ lộng hành cô chú ơi. Chuyện tốt chuyện xấu gì cũng không biết phân biệt. Bây giờ ha, đậu lên nó lên án mẹ nó, mình chồng á nó chửi vợ nó, rồi hả nhai nhai rồi ha nhắc lại chuyện cũ, chuyện lúc mà cha vợ nó bệnh rồi xin vô nhà gì không cho, rồi đem ra đâu gì này nọ đó, rồi rút cuộc rồi chết đó thằng chồng đó. Rồi quay qua cô chú thằng ba hồi nó dốc gì này cô chú. À, rồi xong không nó đi về đây nè, nó tính trở lại lên là nó thuê cái phòng đó đó. À, rồi ta hỏi mày trở lên đó bạn gì, rồi mày nói là lên tới đó đó, rồi mày không có hết phòng rồi mày không có xe đi, rồi mày không có tiền nữa, rồi mày nói mày đi lên trên đó rồi mày thuê phòng khác cũng được, mà mày không có xe không có tiền rồi mày đi thuê đâu, rồi cho nên mày mới quay về Gạch Sỏi, rồi mày quay về Gạch Sỏi đó mày cũng trồng tiền cho người ta đó, rồi tiền ở đâu. Con nói cô chú là thằng này nó nói dốc nói láo lắm, nói ba tô không còn chén, thằng chồng súng á chuyện gì nó nói cũng được hết trơn cô chú. Cái gì nè cô chú đó, vợ chồng đó nói xấu cha mẹ, đem mẹ lên làm trò cười cho thiên hạ vậy đó, rồi hả nhắm ăn ở vậy đó, rồi hả làm ăn khá giả không, không có người mẹ nào mà chấp nhận con dâu với con ruột mình lên trên cộng đồng mạng nói như vậy, mà mình cũng không chấp nhận người mẹ chồng nào như vậy nữa đó, đi lên trên cộng đồng mạng khui con trai ruột của mình ra với con dâu phong cô chú. Bởi cái gia đình này nó lộn xộn, nó ăn ở làm sao mà rút cuộc hả ở trong nhà tố cáo lẫn nhau. Rồi cô chú nói bao nhiêu cái câu chuyện không tiền không tiền, mục tiêu của nó là cũng muốn mồi chài, không có tiền đóng nhà trọ, không có tiền cho nên là cầm chiếc xe đó là mồi chài để kiếm tiền để chuộc xe về để nó có cái chân đi lại. Con nói cô chú hay vợ chồng thằng này nè, bây giờ nè thay vì bây giờ đứng im một chỗ không có cái chuyện gì hết trơn á để quay lên, rồi giờ ví dụ đi không có cái câu chuyện này xảy ra, tụi nó không dựng chuyện không đặt chuyện này nọ đi, rồi quay gì giờ cô chú đó là phải làm, phải dở chiêu trò tiếp theo để có cái được quay có like có view để cho nó mới mẻ rồi á là mồi chài để có cái công chuyện để mà mồi chài. Chuyện gì không biết cô chú, cho dù đi cô chú, cho dù bà tò te bà có la đi nữa thì á, là cũng là chuyện bình thường, nó cũng lên trên cộng đồng mạng đó cô chú, nó cũng biết đó, nó ai cũng không thoát khỏi cái cảnh mẹ chồng nàng dâu đâu đúng đó. Nhưng mà mình á, ăn ở mình sống sao kìa cô chú, để cho mẹ chồng mình nó thương kìa là mới là gọi là hay. Ai mà không có mẹ chồng, mình có chồng là có mẹ chồng đó, trừ khi mình không lấy chồng thôi thì mình không có mẹ chồng thôi, thì mình sống sao, tại sao biết bao nhiêu người khác người ta có mẹ chồng đó ha, mà sao mà mình không làm được, mà lên trên đây ha, không ai thoát cái cảnh mẹ chồng đâu. Ý là nó nói là không có ai mà thoát cảnh mà cái cảnh mà mẹ chồng mà cơm không lành canh không ngọt như nó đâu. Ý là nó nói bà tò te là mẹ chồng khó khăn này khó khăn nọ ai rồi cũng sẽ gặp, do mình ăn ở, phải không cô chú, do mình ăn ở thật sự. Trời ơi, tại sao có những người mẹ chồng á yêu thương con còn hơn con gái ruột nữa, tại vì người ta gì nè cô chú, người ta bỏ đâu có bao nhiêu tiền đâu đó mà người ta hả cưới về sống với người ta cả một cái cuộc đời luôn.
đó, tới khi chết nhắm mắt lại luôn. Và con dâu á là cái người á ha mà hả đốt hương khói cho mình luôn. Thì mình hỏi cô chú thử coi mình ghét đường nào, mặc dù á trong gia đình nhầm khi á, là sống á, là nó xích mích những cái chuyện nhỏ nhặt, nhưng mà mình á, là người một nhà, mình coi nhau như là người một nhà thì không có cái câu chuyện gì lớn lao đâu cô chú. Còn con Thì nè, con thấy là nó không bao giờ coi bà Tò Te là mẹ chồng nó. Còn trong khi cái chuyện trước đó bà Tò Te bà từng nói là bà đã bỏ qua hết rồi mà mình không biết cái chuyện gì nha cô chú nha. Ha, nhưng mà còn con Thì á, Thì nó ghim ghim, con Thì nó không có coi là bà già chồng đâu cô chú. Nó, con nói thật sự luôn đó. Cho nên là mẹ có cái câu chuyện mà ẩm ực với nhau trong lòng đó, ai cũng vậy chứ, không thích gì nhau hết trơn vậy đó. Mà mình nói gì nè cô chú, có một mẹ một con à, thì á mà trọng súng nó làm vậy mình cũng thất vọng đó cô chú. Nó binh vợ đó, nó đưa vợ nó lên cao quá rồi nó chà đạp, nó nói xấu mẹ mình đó. Thì con hỏi cô chú đi, ăn ở như vậy gì đó rồi đức hạnh ở đâu, chữ hiếu ở đâu mà ông trời nào mà cho nó có ăn không cô chú. Thôi đi Trọng ơi, mày tốt tốt đi Trọng ơi, tốt nhất là thôi đi, mày tém tém cái miệng mày lại đi, mày là thằng ba xạo nhất. Lên trời ơi là trời, người ta kêu trời không đó cô chú, khán giả kêu trời không đó. Trời ơi, con trai con dâu mà lên nói xấu mẹ thì trời ơi là trời, người ta nói gì không đó. Rồi á, mày thử mà làm ăn nông nổi không. Lúc mà nó chưa thấy được tiền của mẹ nó cô chú thì lúc nào nó cũng nói nha, nó yêu mẹ, nó thương mẹ đó, mẹ đâu con đó à. Đó, khi mà nó ăn hết mẹ nó giết, muốn gần cạn kiệt tiền rồi cô chú đó, thì bây giờ cái nó quay lưng ha. Con hỏi cô chú, thằng Trọng là vậy đó, nó là cái dạng hút máu người, là cái dây tầm gửi, nó đu bám vào mẹ nó không à, nó không có làm gì nên thân nên hình chứ cô chú. Thằng Trọng súng á, cái nhà này nè cô chú, nó có cái ghen truyền thống á cô chú, em mắc cười lắm. Thằng Trọng á thì nó nói xấu mẹ, nó nói xấu cha nó, rồi bà Tò Te thì nói xấu con dâu, nói xấu thằng con ruột đó, rồi rút cuộc nói qua nói lại cái nhà thu quắc thu gùm á, lên trên cộng đồng mạng người ta cười người ta chê. Thằng Trọng này hết đường rồi cô chú ơi. Này ha, khi mà lúc trước cái cô chú là nó mồi chài, nó làm biếng xiên ăn biếng làm là một năm mấy, ba năm nay rồi đó, là cả cái cộng đồng mạng ai cũng hiểu rồi. Mà ha, người ta lên người ta nhưng mà khán giả sẽ chưa có phẫn nộ bằng mà thằng Trọng á cô chú. Bây giờ nó gì nó binh vực vợ nó, vì 20.000 nó xin không cho con nó đi chơi mà nó bỏ cha bỏ mẹ nó ở lại Hà Tiên, rồi hay nó lên nó nói xấu mẹ nó, thì á cái độ bất dạy của thằng Trọng súng này nè cô chú là người ta lên án rất là nhiều, cộng đồng khán giả người ta phẫn nộ rất là nhiều ha. Thì á, cái con đường của thằng Trọng súng con nó coi như là cô chú hồi đó hay cũng còn lai gai một vài mạnh thường quân, người ta cho tiền vì người ta tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Thì á, bây giờ nè ha, là người ta nản hết rồi cô chú. Là con nói rồi, chiều đại thằng Trọng súng ăn mày là nó kết thúc nhanh thôi, không ai cho nó đâu. Mà thằng này ha, nó không ai cho nó đó, tiền thì cô chú nghe nó rồi sẽ kết hợp với thằng Nanh Ca, nó quậy đục nước mạng xã hội luôn cô chú. Nó làm chiêu trò này chiêu trò nọ nữa để quay thằng kia có like có view, nó cho tiền đó, 100.000-300.000 vậy ngày vậy đó cô chú. Thì tới đó mình mệt cái lỗ tai, nghe ghi cái nhàm cái lỗ tai rồi mỏi con mắt luôn cô chú. Gọi gì nè cô chú, thằng Trọng súng hay với con Thì nha, nó nhục nhã hơn khi mà nó về nó ở với mẹ vợ nó. Bây giờ nè, nó bốn đứa con, hai vợ chồng nó mạnh khỏe như vậy, không lẽ nó để cho mẹ vợ nó đi bán vé số mỗi ngày đem tiền về nuôi nó sao cô chú. Thật ra là nó thua một cái người tàn phế đó cô chú ha, một cái người già, bệnh tật, ốm đau như vậy đó mà người ta phải đi á, người ta buôn bán. Vậy chứ hổng gai, biết bao lâu rồi, cả năm hay năm nay nè, đâu có ai quay mẹ của con Thì đâu cô chú. Nhưng mà cuộc sống của bà vẫn bình thường, bà vẫn đi bán vé số mỗi ngày bà kiếm tiền bà ăn. Thậm chí có thằng Tung Linh ở nhà nó không học hành gì cho nó ở với bà ngoại nó đi cũng không. Lúc đó chắc cũng xích mích tiền bạc mượn không cho, giận quá đem Tú Linh lên trên Sài Gòn đó cô chú. Con nói thật, với cái gia đình của thằng Trọng súng này thì cô chú thử hiểu đi, mình nó đi guốc trong bụng nó hết. Nó không biết nhục, nó đưa cả một cái gia đình lên trên cộng đồng mạng, không biết xấu hổ gì trên cô chú. Lên ha, rồi còn hả, phanh khu dịch áo cho người xem lưng đó cô chú. Thằng này nó bất hiếu bởi vì nó nghèo nó tàn mạc phải rồi cô chú ơi. Con thì càng ngày càng lớn mà nó không làm gì trên, con vợ thì lười biếng rồi tiện đâu ăn. Nó mày thấy không Trọng, mày xin 20.000 còn mẹ mày còn không cho nữa đó. Thì tao hỏi mày
À, sao mày vô dụng dữ, sao mày không làm để mày có tiền mày cho con mày cho nó chơi với người ta. Con trai người ta đáng lý ra người ta phải binh ruột mẹ 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 ruột phải cô chú giờ. Ừ Lan thì em như thế này như thế nọ vậy đó, mẹ nói gì đâu có sai đâu. Nó mà tại sao mà em mà về em còn mét anh nữa, mẹ kêu lấy cá để qua là làm cho anh ăn, làm cho con mình ăn, mà tại sao mà em lại như vậy, em không được, mình phải dạy vợ mình lại cô chú, phải không cô chú? Còn cái này nó sợ vợ nó, nghe vợ nó trời, nó sợ hơn bà nội, nó sẵn sàng á, nó cự cãi với mẹ nó chỉ vì nó binh vợ nó. Tối ngày ăn ở không ở nhà không làm gì chân kiếm chuyện gì không, nó cô chú phanh khui chuyện gia đình, nói rồi ôm con vậy đó, rồi kêu quá đừng có khổ mà sao được, kêu đừng có đói đi, đi kêu đừng có thiếu mà sao được, cô chú có làm đâu mà có, rồi ăn ăn rồi nhiêu cho đủ. Bây giờ nè, đến hôm nay nè, bây giờ theo những gì nó nói đi cô chú, nó không có tiền gì trơn đó, không có 20.000 để cho con nó chơi, nó phải xin mẹ nó nữa thì mới xảy ra cái câu chuyện là hai mẹ con cự lộn với nhau, giận với nhau rồi đi về sỏi. Bà tò te bà cho đó là cái nguyên nhân chính, thằng trọng súng nó giận bà nó về, chứ ngoài ra bà không có nói động gì con thì tại vì bà sợ bà dâu này lắm. Bà dâu nghe cô chú nha, nói tới bà dâu một cái là bà không có yên ổn với thằng trọng súng đâu, tại vì bà biết cái tánh con, bà sợ vợ binh vợ, bà nói là vợ thằng trọng súng là số 1 á, còn bà là số 2 số 3 rồi. Gõ ghen đã lên trên cộng đồng mạng hả, nó phanh khui ra thì người ta chỉ cười gia đình mình thôi á, phải không cô chú, chớ hả mà có ai mà khen đâu, có ai mà khen ừ con thì nó làm gì đúng là tại bà tò te đâu đó, có ai nói như vậy là thằng trọng súng nó đúng rồi đó, tại bà tò te quá đáng đâu. Bà tò te là mẹ ruột mẹ chồng, mẹ có quyền la con, mặc dù đó đôi khi nhầm khi nó quá đáng đó cô chú, thấy ha, làm hơi lố đó, nhưng mà cũng có quyền là mẹ. Mẹ thì thường thường là già lắm cẩm mà cô chú, là nhai tới nhai lui bực bội trong mình, nói thì không được, chửi không được, la không được, đánh không được, tức là phải nhai đi nhai lại, nói lầm bầm là cái chuyện bình thường. Tại vì bây giờ là nếu mà nói ra lớn chuyện ra thì lại có chuyện với thằng Trọng nó quậy, còn mà đánh vợ nó thử một cái thôi đó, thì càng ha, có càng nổ cái nhà trọ luôn cô chú, thật sự luôn đó. Bà tò te mà chỉ cần mà giả nhẹ con thiện cái thôi đó, thì tới công chuyện với thằng Trọng đó, nó binh đến nỗi vậy đó cô chú. Nó nói rồi mày kêu mày bà vợ đi, giọng trọng ơi kêu đừng kêu thì em anh gì không mệt lắm, kêu bằng bà vợ ơi à, bà đó là còn cao hơn cả mẹ mày nữa đó, đó là gọi là bà mẹ mày, mày mới có kêu tới mẹ à, còn này á mà kêu tới bà vợ ơi, bà vợ thì ơi vậy đi à, chứ tao thấy mày hả đàn ông gì mày vô dụng chơi chơi mày không coi mẹ mày ra gì chứ nè, mày nè bốn đứa con mày nó sẽ trả trong nay mai thôi, mày chóng mắt lên mày xem đi, tao nó rồi tao thấy rồi, những cái loại người như mày tao nói mày suốt đời không có cái nhà nào mà lành lặn để cho mày hả dưỡng già đâu, mày có nhà mày cũng bán nhà, mày đi nhà trọ này mày dời nhà trọ kia, mày đi về tới về lui rút cuộc cái tiền vận chuyển không cũng hết mẹ bằng cái công sức của người ta làm cả năm trời, chưa chắc gì dư 12-30 triệu phải không cô chú, để mà dời chuyển nhà, còn nó dời liên tục, thích dời dời, thích đi đi, thích ở ở đó. Mày xàm, tao nói mày vậy đó, vợ chồng mày tính toán hay quá trời cho nên là mới ra thân thờ như vậy đó. Con cái này là con đính chính nè cô chú, cũng có một số người khán giả nói cha mẹ nó là bán nhà cũng vì hai vợ chồng nó đó. Đó, nhưng mà không có phải là bà tò te bà thiếu nợ rồi bà trốn đi, bà đóng không nổi bà trốn đi, thằng chồng cũng có thiếu nợ nữa nhưng mà bà bán đi đó, bà cho thằng chồng 50 triệu thằng chồng trả nợ, rồi bà trả nợ cho bà cũng ba 100-200 gì không biết, nó bán cái nhà được 500 đó, bà còn lại cũng số vốn là như vậy đó, chứ không phải mà vì trọng súng mà bà dám hy sinh đâu, mà bà lên trên cộng đồng mạng bà nói gì nè, mẹ già như vậy là đáng lý ra hay là con dâu mà hiểu mẹ chồng như bà tốt đẹp, bà tốt này tốt nọ vậy đó thì phải yêu thương bà chứ không phải như con dâu bà mà đi nói xấu bà đâu đó, là bà nói như vậy đó cô chú. Bà hy sinh đó, đi đâu bà cũng đi theo đó, lặn tới lặn lui từ Sài Gòn, bà cũng từ từ Kiên Giang lên Sài Gòn, từ Sài Gòn về Hà Tiên bà cũng đu theo, vì bà thương con thương cháu, bà có một con dâu hà, tại vì có một thằng con ruột hà thì cũng như coi như là con gái. Nhưng mà con nói cô chú si cho cùng là bà tò te với con thị không có cư xử với nhau á, là tốt, hai người á, là như châu trắng châu đen, và hai người có cái gì đi thôi mẹ con ngồi lại nói đó, bây giờ thì mẹ không thích con vậy rồi con dâu con cũng vậy nè mẹ, bây giờ con sai mẹ cứ việc mẹ la mẹ gầy phải đừng có chửi sau lưng con, chửi lầm bầm nhai đi nhai lại này nọ, không cô chú mình phải nói hiểu hiểu cho hiểu hai bên hiểu nhau
thì cái mâu thuẫn một ngày nó sẽ gỡ thôi à cô chú. Còn không mà cứ thắt hoài hiện bây giờ nè, con thấy nè, bà Tòa Te và con Thì càng ngày thắt khúc hơn đó cô chú. Rồi thằng Trọng Súng thì con gục bả đi, thì con nói cô chú biết bao nhiêu lần rồi, đâu phải lần này đâu, thì không có đến nỗi, dù gì là cũng là con gục cô chú. Nhưng mà đối với mẹ chồng nàng dâu luôn luôn lúc nào cũng có cái khoảng cách, mà cái khoảng cách đó mình càng tạo khoảng cách thì nó càng xa. Còn ha, mình ha sáp lại càng gần thì mỗi ngày cái khoảng cách đó không còn nữa cô chú. Đó là nó sẽ thân nhau như là mẹ con thôi. Nói thật á, còn mình nói thật sự luôn anh ca cô chú. Lúc trước cũng vậy, nên lên hô hào, tôi đi giúp hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ, tôi quay tôi giúp được cái này cái nọ, còn anh có giúp được cái gì không ha, các kênh kia ha núp lùm ở nhà không dám đi ra đường bại sụi bại liệt đó. Con nói cô chú nè, đâu phải giúp một chọc súng là giúp ông bà Tòa Te nó quay vậy là giúp đâu cô chú, nó hại người ta không hà. Nó mà bây giờ nè, thay vì đi giúp những cái hoàn cảnh thật sự khó khăn đi phải không cô chú, thì đừng có quay gia đình Trọng Súng Tòa Te ha, mà nó nghĩ là nó quay như vậy là nó giúp ông bà Tòa Te với Trọng Súng. Nó tối ngày nó phanh khui chuyện bà Tòa Te, nó phanh khui chuyện vợ chồng Trọng Súng, rồi nói qua nói lại, đối chất qua đối chất lại, rốt cuộc sao gia đình của người ta tan nát, anh ca hưởng lợi hết trơn. Thằng Trọng Súng này thì nó đội vợ lên đầu nó quen rồi, cho nên nó mới sống thọ, bởi vì găng nó mọc không nổi. Ba vợ mà đội bà vợ lên trên đầu chồng á, con dâu thì nói mẹ chồng nhai nhai, còn bà vợ chồng á thì nói là không dám nói động, tại vì nói động đâu được chứ thằng Trọng đâu mà nhai nhai cái gì. Nó nói cô chú vậy đó, con này cũng dùng từ hơi quá đáng. Thì hôm nay thì cô chú thầm, cô chú thấy rõ không, rõ bản chất không, rõ bản chất của gia đình của thằng Trọng Súng không cô chú? Không có ra cái đám ôn, đám hành, đám hẹ gì trên cô chú. Thật sự luôn cô chú, thằng Trọng nó đối xử với cha mẹ nó nhiều lần rồi chứ không phải một lần đâu cô chú. Nhớ trên trên Sài Gòn không, nó cũng tiền bạc này nọ rồi bà nó bà không lo, nó lập tức là nó cuốn gói đi về, nó làm mình làm mẩy, tại vì nó biết bà thương con thương cháu, nó thương nhớ nó này nọ vậy đó cô chú. Cho nên là nó hả ỷ lại, nó ỷ lại bà sẽ phải cho nó cái này cái nọ, phải xin nó cái này cái nọ, nó xin cái này cái nọ là phải có nhiệm vụ phải cho. Nó luôn luôn lúc nào cũng vậy đó cô chú. Nói chung là nó còn lợi thuộc mẹ nó quá. Vợ con thì làm biếng thì không chịu la gầy, không chịu kêu đi làm này làm nọ, còn đổ thừa. Còn binh vợ nữa, trời ơi, tại vì là con nó khó khăn, thức ban đêm ban hôm đó, là cho nên là ngủ trưa đó, rồi mẹ mới nhăn đó, thằng rể đó, ở thằng con đó, binh vợ đó, rồi nói mẹ vậy đó cô chú. Thôi cái clip hôm nay nó dài cô chú đó, thì con nói đến đây thôi cô chú, hẹn cô chú vào clip sau.